Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B-training. Và tiếp theo cái đoạn video ngày hôm qua thì đoạn video hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái cách kinh doanh hàng Tết. Thì ngày hôm qua là mình nói cái nhu cầu về ngày Tết rất là lớn, và hôm nay về mình nói 5 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị nó như thế nào, yếu tố thứ hai là chúng ta phải chọn địa điểm, yếu tố thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị một ít vốn tiền, yếu tố thứ tư là chúng ta chuẩn bị đội ngũ, ai là người làm chung, và yếu tố thứ năm là cái kế hoạch giao hàng nó như thế nào cho nó phù hợp. Thì các bạn cũng biết rằng là mỗi năm mà mỗi khi Tết về thì trong lòng ai cũng bồi hồi á, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cha mẹ, và chính cái nỗi nhớ đó thì cái đó chính là cái nhu cầu và động lực rất là lớn để mọi người họ tiêu tiền nhiều. Mình kể cho các bạn này, thường thường ở trong năm á mà bạn có tiền á thì bạn tiêu rất là chi ly, bạn tiêu rất là tính toán về cái nguồn thu nhập nó không có đủ. Tuy nhiên những ngày Tết á thì thôi khỏi phải nói luôn, bạn thu nhập rất là ít và bạn biết là hết cái khoản tiền này qua Tết là sập tiền, không có tiền tiêu, nhưng mà bạn vẫn chơi luôn, chơi tới nơi luôn, gặp ai cũng lì xì. Các bạn không, gặp ai chúng ta cũng lì xì, quà thì sẵn sàng mua rất là nhiều, tại vì một năm Tết đến mà. Và ngày qua mình cũng nói là nó liên quan tới ba cái yếu tố này: tâm linh nè, tinh thần nè, cảm xúc và vật chất nè. Cái yếu tố tâm linh nó ảnh hưởng đến kinh doanh, nó rất là đến cái yếu tố người ta mua hàng rất là nhiều, là một năm con mới về thăm ông bà mà, một năm con mới về thăm mồ mã mà, nên là họ sẽ chi tiêu rất là nhiều. Yếu tố tinh thần cũng vậy, lâu rồi chúng ta mới gặp người thân mà, gia đình mà, chúng ta tính toán là làm gì. Yếu tố cảm xúc là mình cần có cái một mùa Tết, một mùa xuân cho nó ra khoai. Và cái yếu tố thể hiện nữa, yếu tố vật chất. Và chính những cái yếu tố đó nó làm cho mọi người họ sẽ sẵn sàng mua sắm Tết rất là nhiều. Và bạn cũng vậy, nếu mà bạn có cơ hội cái đợt này mà bạn biết cách đó, thì bạn biết cách đó thì bạn sẽ bạn sẽ bán hàng được rất là nhiều, tại vì mọi người cái giai đoạn này là mọi người họ sẵn sàng họ tiêu Tết. Hồi kia các bạn biết mình chỉ có 3 tuần trước Tết thôi mà mình bán hơn 2 tấn nem với chả, hơn 2,5 tấn nem với chả các bạn, mà nó các bạn cứ chỉ vòng là 3 tuần đổ lại dưới Tết thôi. Các bạn thấy nó nhiều mà mình hồi kia trước khi mình bán mà mình cũng không có ngờ nó như vậy luôn. Vậy thì có những cái từ khóa mà các bạn phải tập trung vào, ví dụ như là những cái từ khóa là quà Tết nè, biếu Tết nè, về quê Tết nè, nhớ nhà nè, hoặc là quà tặng sếp. Nó liên quan tới cái phần quà tặng sếp, hoặc là về quê, hoặc là chơi Tết, Tết mặc đồ gì, chơi xuân, du xuân, rất là nhiều từ khóa. Và nhóm từ khóa đặc biệt là nhóm từ khóa phục vụ cho cái miệng á và quà là nhiều nhất. Miệng và quà, và tiếp theo là ăn mặc, hoặc là chân Tết. Các bạn những cái từ khóa rất là nhiều. Thì bây giờ mình đi vô là mình nói là giai đoạn chuẩn bị, chúng ta cần chuẩn bị mặt hàng gì. Các bạn phải cần chuẩn bị mặt hàng gì để cho Tết. Hồi kia thì có người thì chuẩn bị cho cái miệng, có người thì chuẩn bị cho cái thân. Cái miệng là gì? Những cái gì liên quan tới ăn, như nem, chả, mực khô, những cái nhiều lắm. Vậy thì bạn phải chọn được cái mặt hàng gì để bạn tiêu Tết. Có người thì chọn kinh doanh cái gì đó mặc, ví dụ có thể là giày dép, có thể là quần áo, hoặc là những cái món quà là trang trí, như là thư pháp, như là lịch, như bông, như hoa. Nhiều mặt hàng, tức là chúng ta nhắm là chúng ta phục vụ cho cái miệng, hay chúng ta phục vụ cho mặt, hoặc là chúng ta phục vụ cho trang trí, hay là chúng ta phục vụ cho quà Tết, hay chúng ta phục vụ cho du lịch đi chơi. Đi chơi thì là các tour du lịch, vé máy bay, bạn nhắm là bạn chọn cái phân khúc gì. Tại vì cái khoảng ngày Tết là người ta chi tiền nó rất là nhiều. Có một bạn, bạn làm bên tư pháp, bạn cũng rất là ngạc nhiên thôi, bạn cũng rất là bất ngờ thôi. Năm đầu tiên bạn làm là bạn mướn một cái sạp rất là nhỏ. Hồi đó bạn hay tham gia chợ phiên nhà văn hóa Thanh Niên, và bạn biết là 10 ngày cuối năm của Tết đó, thì nhà văn hóa Thanh Niên có tổ chức những gian hàng thư pháp, và bạn mướn một cái sạp ở đó. Và 10 ngày cuối năm đó bạn viết tư pháp ở đó. Bạn cũng không biết viết tư pháp đâu, bạn có mướn một người nhỏ, một người để viết tư pháp cho bạn, và tổng thu nhập của bạn là 110 triệu. Các bạn thấy tuyệt vời mà. Tiền lãi á, tiền lãi mình kiếm được 110 triệu 10 ngày á, trung bình mỗi ngày là bạn kiếm hơn 10 triệu. Các bạn thấy tuyệt vời mà. Khi mà chúng ta chịu làm thì mọi thứ nó sẽ rất là khác biệt. Cái thứ hai là chúng ta chọn địa điểm để chúng ta bán. Chúng ta chọn cái gì? Ví dụ tư pháp thì chúng ta chọn cái khu nhà văn hóa Thanh Niên, cái khu trên quận 1 này. Ở Sài Gòn chúng ta chọn khu quận 1, cái khu chỗ nào mà nhiều người họ đi chơi Tết đó, họ đi sắm đồ Tết đó. Chứ các bạn chọn trà khu thì không có được. Các bạn chọn những cái mặt hàng ăn uống thì các bạn cũng chọn những cái khu nào mà người ta đi chợ đồ nhiều. Tức là chúng ta chọn cái địa điểm nào để chúng ta bán, hoặc là bán chân Tết, bán phong bì, bán bao lì xì, bán đồ trang Tết, thì chúng ta đã chọn những cái khúc đường đông, hoặc là chúng ta chọn bán hoa. Mình có một người bạn cứ hàng năm tới Tết là bạn chọn bán hoa. Nhà bạn là nhà vườn bán hoa, thì có Tết đó là bạn tới 12 điểm bán hoa. Thì nó có những cái điểm bán hoa. Ví dụ cái khu mà bạn bán cho quận 2 thì cái khu quận 2 là nhà người giàu người ta ở nhiều, nên là bạn chọn những cái cây cảnh đắt giá, nó nằm ở quận 2. Nhưng mà cái điểm ở quận 12 thì bạn lại chọn những cây cảnh thì nó nhẹ nhàng hơn, cái giá nó mềm hơn. Tức là chọn cái vị trí để chúng ta chọn cái phần cái sản phẩm bán cho nó phù hợp. Cái thứ hai là chọn vị trí để chúng ta giao hàng cho nó phù hợp nữa. Để chúng ta chạy, để chúng ta đi giao hàng. Các bạn mà bán cái phạm vi rộng quá, các bạn giao hàng không có kịp. Kể cả những ngày cuối năm á, các cái đơn vị giao hàng nó không có, tại người ta cũng đi về hết rồi. Kể các bạn cứ muốn nhờ Grab với Uber thì cũng không có kịp, người ta chạy về, người ta đi về quê hết rồi. Mấy ngày đó hiếm lắm, việc nó nhiều hiếm lắm, mà hiếm người làm, nên là làm sao để chúng ta đảm bảo chúng ta đi giao hàng được sáng sớm, chúng ta đi giao hàng những cái giờ mà không quan trọng thì chúng ta chạy đi giao hàng, còn những giờ rảnh thì chúng ta tập trung bán. Nên là cái địa điểm bán để chúng ta có phạm vi, chúng ta chạy tới chạy lui cho nó dễ. Thứ ba là chúng ta chuẩn bị cho mình một ít tiền. Có những cái mặt hàng thì chúng ta cần phải trữ hàng, chứ sát Tết là các bạn muốn lấy hàng nó không có, nên là chúng ta cần một cái khoản tiền để chúng ta trữ hàng. Chứ còn không là các bạn sẽ hối tiếc. Thì có những mặt hàng bán rất là chạy mà lúc đó bạn đi lấy không còn nữa, tại vì người ta sản xuất tới ngày gần Tết người ta không sản xuất nữa, hoặc là người ta sản xuất không kịp cho bạn lấy. Ví dụ có một cái bạn kia bạn bán cái hoa giấy này, nếu mà các bạn thấy bạn bán cái hoa giấy này nè, bạn sản xuất ra cái hoa giấy này nè, thì cái năm cái đợt gần Tết rồi á, bạn bán một cái số lượng là nhiều ghê gớm luôn, bạn bán số lượng rất là nhiều và không đủ hàng cho bạn bán luôn. Bởi vì cái hạch là bạn không có kịp, làm một cái lượng bán hàng rất là nhanh. Cái này là một cái dạng sản xuất hoa bằng hoa giấy, và năm vừa rồi là bạn tặng cho mình đây. Nó là cần có một lượng hàng để mà lượng tiền để chúng ta đặt. Hoặc là có một bạn kia bạn kinh doanh bữa hồ lô, thì năm đó bạn đặt được có 250 cặp. Bữa hồ lô là phải đặt trước 3-4 tháng, bạn đặt tiền trước rồi sau đó chúng ta xuống thu sau, thì bạn đặt có được 250 cặp à. Và những ngày gần Tết thì bạn bán hết luôn, bạn muốn thêm nữa mà không còn. Đó là lý do mà chúng ta cần phải chuẩn bị một cái khoản tiền. Thứ ba là ai là người làm chung. Chúng ta cần chuẩn bị những cái đội ngũ làm chung, những con người làm chung. Thì các bạn biết kinh doanh Tết đó là ngày bắt đầu từ ngày nào nó chạy 25, 26, 27, 28, 29, 30 đó, là những ngày chạy nhất. Nên cái đội ngũ làm chung á, phải cam kết là làm chung, chứ tới giờ đó đòi về thì sao được à, 27, 28 đòi về, nhớ nhà quá đòi về. Khi mà chúng ta quyết định chúng ta làm Tết ở Sài Gòn này là chúng ta quên luôn cái chuyện đi về quê ăn Tết, chỉ tập trung làm kinh doanh cho tới lúc nào hết, thậm chí tới nửa đêm 12 giờ đêm giao thừa, lúc đó mới nghĩ tới việc đi về. Lúc đó còn xe thì đi về, lúc đó còn vé bay thì đi về, còn không 13, 14 Tết về à. Năm vừa rồi có một bạn cũng là bạn kinh doanh hoa giấy nè à, và tới mùng 2 Tết bạn mới về à, và bạn nhớ ok chưa, bạn nhớ ngay mùng 2 Tết bạn mới nhắn tin cho mình, bạn nói là năm nay em làm theo cái chiến lược chia sẻ của mình và em đã làm Tết rất là nhiệt tình và mùng 2 Tết và bạn mới về, và bạn nói là lần đầu tiên đi về quê ăn Tết bằng mua vé máy bay về à, bởi vì cái Tết năm nay bạn làm ra rất là nhiều tiền à, bạn mà thấy mà tức là cái đội ngũ chúng ta làm ăn Tết là chúng ta gạt mọi thứ qua bên, chúng ta phải tập trung tới cái việc làm ăn Tết thôi. Cái đó là giao hàng, thì những ngày này là chắc chắn rồi cái việc giao hàng rất là khó khăn, nên là xe thì đông, đường thì kẹt xe, xe thì rất là đông, nên là bạn phải chọn những cái thời điểm giao hàng. Các bạn có liên hệ với khách hàng, có thể là 9-10 giờ đêm chúng ta đi giao cho đường trống, chúng ta giao cho nó dễ, hoặc là sáng sớm chúng ta đi giao à, chúng ta cần có một cái lịch làm việc cho nó kín, làm việc có mấy ngày thôi, chỉ có một tuần cuối Tết là chúng ta cao điểm thôi, nên là chúng ta tập trung làm việc cho nó kín, cho nó tối ưu thời gian. Cái thứ hai nữa là ngay bây giờ các bạn cần phải liên kết, phải biết được nhiều nguồn giao hàng, nguồn này giao được thì chúng ta chuyển sang cái nguồn kia, chúng ta không có tập trung vào một hai nguồn là chừng cuối cùng có khách hàng mua mà chúng ta không có giao được và chúng ta phải tập trung nhận cái đơn hàng, và đã nhận cái đơn hàng rồi thì chúng ta phải làm giải quyết cái việc này cho nó ngọt còn không là lúc này chúng ta giờ người thân, thậm chí anh em bà con của mình, những người quen có thể là đi hàng dòm mình, chúng ta cần phải chuẩn bị cái phương án này để cho nó thuận lợi, còn không là các bạn sẽ không có nhiều người bán mà chúng ta cũng sẽ không giao hàng được. Chứ vừa rồi các bạn không, mình nói sơ qua về cái cách chọn mặt hàng nè, cái cách chọn cái khu vực điểm bán nè, cái thứ ba là chuẩn bị vốn nè, đội ngũ làm chung nè, và cái cách thức để chúng ta giao hàng và chắc chắn rằng là nó còn rất là nhiều thứ. Ngày mai mình sẽ chia sẻ bạn tiếp một cái đoạn video khác nói về cái cách làm sao để chúng ta marketing ngày Tết cho nó trọn vẹn. Và mình cũng có một cái khóa học nó ở trên online, mình có một khóa học ở trên online các bạn vào cái trang là chienluockinhdoanthet.edu.vn1 đây là một cái bên này họ hợp tác với mình, họ quay cái khóa học này và hiện tại rất là nhiều bạn đã lên đây kinh doanh, đã làm học cái khóa học này và họ làm kinh doanh rất là tốt, họ gửi cho mình những cái phản hồi nó rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này và mình chúc rằng các bạn có cái Tết bán hàng rất là tốt và các bạn khởi nghiệp. Đây cũng là cái cơ hội để các bạn làm kinh doanh luôn đây là cơ hội để các bạn làm kinh doanh luôn, để các bạn tập tành làm kinh doanh, để các bạn thấy là thế giới kinh doanh nó tuyệt vời nó như thế nào đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn cần phải xông pha làm việc đến nơi đi đừng có e ngại gì hết. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.